Chào mọi người, trên tay mình là sản phẩm Suap Deodorizer Spray. Đây là chai xịt khử mùi diệt khuẩn cốc thảo mộc organic. Thì với chai xịt này thì các bạn sử dụng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ lắc đều trước khi dùng và chỉnh phần đầu phun. Sau đó xịt hai nhấp vào phần cần khử mùi. Khi các bạn xịt xong thì chúng ta sẽ để cho giày khô tự nhiên ít nhất là trong khoảng từ 4 đến 6 tiếng, có thể phơi giày ở nơi thoáng gió và để cho phần khử mùi này nhanh bay hơi hơn, và chúng ta tiếp tục sử dụng giày. Với sản phẩm này chúng ta có thể dùng trên giày da, giày thể thao, các sản phẩm khác như là áo khoác, áo da, túi ví, tùy ở những nơi các bạn muốn khử mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Suap.